Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chan chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chan chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán. Cô đơn qua một đứa trẻ hiện trường và những vị sẽ được ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị, anh chị và tất cả bạn chúng ta hướng mắt về phía cuối của khán phòng.
chúc mừng cho trẻ Việt Trường và Như Quỳnh. Và xin gửi tới tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, một lời kính chào trân trọng nhé. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ bán là một ngày đẹp nhất. Ngày mà hát sợi tơ hồng sẽ quyện chặt vào nhau, ngày mà những cánh diều hồng đã được bay đi khắp mọi miền quê của Tổ quốc, để báo rằng các bạn trẻ Việt Trường và Như Quỳnh có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Và cái giống này trên sân khấu của chúng tôi là sự hiện diện của hai gương mặt đẹp nhất, đó là chú rể Việt Trường và cô dâu Như Quỳnh. Xin phép được ra mắt toàn thể quý vị. Cháu lại thì cũng mong cháu quê nhớ
học hành nên xin cùng không được sự em dạy đầu của cha mẹ em rất nhiều lắm, thành ra là bây giờ để đi để cho để bỏ tiêu chi em hiểu đó sai đó là cũng chính là họ nhận ra em là thông cảm chấp nhận có thể quay đủ cho em đó. Với chị em bây giờ là xin cao lại. À, vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu. Kính thưa hai họ, cùng toàn thể đồng trường, hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu, là ngày vui của hai dân tộc và hai gia đình. Con xin đại diện cho mọi người xin chào mừng và chấp nhận cả quên là con dâu của gia đình ông thân và ấn là người thành viên mới của gia tộc của con. Kể từ đấy, tất cả mọi người trong dân tộc có trách nhiệm, yêu thương và giúp đỡ cả quên để trở thành con ngoan, trở thành giáo viên, trở thành người con qua con dân tộc. Và có một xin đại diện của gia đình và mọi người xin cảm ơn công sinh thành trường dục của gia đình ngoài. Lời cuối xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an để tất cả mọi người có mặt trong hôm nay. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng ạ, và xin mời hai gia đình tiếp tục bắt tay để kết tình đông cao. Loài chúng sinh cúi đầu biến các linh hồn tổ tiên nội ngoại nghỉ ngơi đời đời, kính chào giáo hội quang minh ngàn năm kiên vững đức tin trọn đời, xin chào tổ quốc đã ơi chung tay xây dựng cuộc đời ấm no, kính chào hai họ an hòa thông gia nội ngoại một lòng thủy chung. Cháu chào đến bậc ông bà, ông vui bà khỏe là điều cháu mong, bao năm cha mẹ cu chồng dạy con yêu Chúa giàu lòng quý ta. Cháu chào bác chú gần xa, mừng o dì diệu cũng vì tình thương. Hôm nay về với môi trường, có anh có chị, đôi đứa gái trai. Tôi chào các bạn anh tài, tuổi xuân rạng rỡ đã dành cho nhau. Con chào hết thảy mọi người, nam nữ hai họ tới nơi môi trường. Và lời chào đến đây rất được hết lại. Nếu có gì kiếm quyết, mong tất cả quý bậc ân nhân, chúng ta hết sức thông cảm và bỏ qua. Và một chào vỗ tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Kính thưa hai họ, thì qua cái lời thiệu của ban tổ chức thì cháu đã trao đổi đến các ông ban, thì ông cùng đã đại diện cho ba ban, thì chúc nhân lành cho cháu, vì cầu chúc cho cháu hai cháu đó là có những gia đình cho nó lắm hạnh phúc. Nhưng mà ông ấy thì hai cháu là nam thất nữ cửu thì coi như là còn lại là chia ra, là chia đôi ra, thành ra là chúng ta phải xin ngày vui của hai gia đình, ngày vui con thay mặt gia đình thì chúc hai họ mạnh khỏe, lời làm chào an toàn. Và sau con mang nhà cha mẹ chúng ta để lại con phẩm quan nhà nhỏ. Và xin mời hai em hãy đón nhận những tình cảm và cha mẹ dành cho hai em trong ngày hạnh phúc vinh quang nhất của đời cuộc đời trong ngày phút hôm nay. Chào đình
ông ba thì ba cũng nghĩ được thì một cơ quan đó thì ông được cho hai cháu là ăn năn hạnh phúc. Thank you.
trong tay chéo môi. Vỗ tay thật lớn nào. 1, 2, 3. Thank you.